Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Hội nhập phát triển. Chúng tôi cùng cập nhật những thông tin được ghi nhận tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình trưa nay ngày 12 tháng 4 có những nội dung đáng chú ý. Thành phố Bà Rịa duy trì phát triển bền vững giá trị văn hóa địa phương. Tăng cường tuần tra xử phạt để kéo giảm tai nạn giao thông trên quốc lộ 51. Gặp gỡ hai gương mặt học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Vũng Tàu. Mở đầu chương trình hội nhịp hôm nay là những ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, nhằm bảo tồn, chống xuống cấp cho di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Địa Đạo Long Phước, đồng thời tái hiện nâng cao giá trị di tích để phục vụ khách tham quan, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc tu bổ, tôn tạo di tích Địa Đạo Long Phước. Dự án được giao cho Ban Quản lý Dự án thành phố Bà Rịa làm chủ đầu tư và bắt đầu trùng tu vào tháng 7 năm 2019. Đây là đợt trùng tu lớn nhất so với hai lần trùng tu năm 1991 và năm 2006. Đợt này thì dự án đã hoàn thành được 70% tiến độ công việc. Tổng diện tích dự án công trình trùng tu tôn tạo di tích Địa Đạo Long Phước là 55,5 ha với tổng mức đầu tư hơn 105 tỷ đồng, gồm chi phí xây dựng và giải phóng mặt bằng. Dự án nhằm chống xuống cấp cho địa đạo hiện hữu, bảo tồn, tái hiện, phát triển các giá trị văn hóa lịch sử suốt hai cuộc kháng chiến giành độc lập của quân và dân Long Phước. Theo đó, bên cạnh việc tu bổ các tuyến địa đạo tham quan, dự án còn xây mới 4 ngôi nhà chữ đinh, mỗi căn có diện tích 130 m2 để minh họa cho những ngôi nhà trong làng kháng chiến, phục vụ khách tham quan và một ngôi nhà truyền thống 3 tầng dùng làm phòng trưng bày, phòng chiếu phim, gian hàng lưu niệm, phòng quản lý. Ngoài ra còn có các công trình phụ trợ như đường nội bộ, hệ thống cây xanh, công trình vệ sinh. Công trình khởi công vào tháng 7 năm 2019 và dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm 2022. Sau khi hoàn thành công tác trùng tu, khu di tích Địa Đạo Long Phước hứa hẹn sẽ trở thành điểm tham quan tưởng niệm, du lịch về nguồn, hấp dẫn, ý nghĩa, nhất là đối với tuổi trẻ. Tiếp theo là những thông tin ghi nhận về Đại hội Thể dục Thể thao cơ sở đang diễn ra tại thành phố Bà Rịa. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Hòa Long thành phố Bà Rịa diễn ra trang trọng và ấn tượng với phần diễu hành và biểu dương lực lượng của cán bộ công chức viên chức, người lao động, các đoàn thể trường học và khu dân cư trên địa bàn xã cùng nghi thức rước đuốc truyền thống. Đại hội diễn ra từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5 năm 2021 với 6 môn thi đấu gồm bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, điền kinh, cầu lông và thể thao dân tộc, với sự tham gia của trên 450 lượt vận động viên. Qua đại hội, ban tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên ưu tú tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp thành phố. Giải Việt Dã trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao phường Phước Hưng thu hút sự tham dự của 50 vận động viên đến từ các khu phố, trường tiểu học, Nguyễn Bá Ngọc, Công đoàn phường, Bệnh viện Mắt tỉnh, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung chạy 1.500 m nữ và 2.000 m nam. Kết quả vận động viên Nguyễn Thị Liên, đơn vị khu phố 7 đạt giải nhất nội dung chạy 1.500 m nữ và vận động viên Lê Hà Giang, đơn vị khu phố 7 đạt giải nhất nội dung chạy 2.000 m nam. Những vận động viên xuất sắc này sẽ tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Bà Rịa sắp tới. Thưa quý vị, trong suốt quá trình khai phá, xây dựng và đấu tranh bảo vệ quê hương, Bà Rịa đã ghi nhiều dấu son lịch sử, tạo dựng một bề dày lịch sử văn hóa. Trên nền tảng này, Bà Rịa cũng đã sớm định danh địa phương văn hóa đầu tiên của cả nước. Luôn được các thế hệ người Bà Rịa gìn giữ, những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của Bà Rịa, vì vậy không ngừng được khơi nguồn trong nếp sống và cả trong quá trình xây dựng phát triển để tạo thành bản sắc riêng có của Bà Rịa. Trên địa bàn Bà Rịa hiện còn lưu giữ nhiều nghề truyền thống như nấu rượu, làm bánh tráng, bánh tét, làm mắm, làm bún, vân vân. Đặc biệt, ở các xã ngoại thành có đến gần 30% người dân sinh sống bằng nghề truyền thống như trồng rau, trồng lúa, làm bún, nấu rượu. Cuối tháng 8 năm 2016, nghề nấu rượu Hòa Long được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công nhận là làng nghề truyền thống. Hòa Long thật ra mà nói là ở đây có cái nghề truyền thống nấu rượu cũng từ lâu đời lắm rồi.
đó. Nhưng mà được có cái là thiên nhiên ưu đãi ở Hòa Long là có cái nguồn nước tuyệt vời để là nấu rượu. Do vậy mà rượu Hòa Long khi nấu ra là nó có cái ngon hơn các địa phương khác. Thấm đẫm tình yêu với nơi chôn chao cát rốn, người Bà Rịa càng phát huy truyền thống bảo vệ quê hương. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống ngoại xâm, người Bà Rịa từ trẻ đến già đều một lòng một dạ theo cách mạng, quyết bám đất giữ làng. Năm người con Bà Rịa đã được phong anh hùng và gần 17.000 liệt sĩ hy sinh trên mảnh đất Bà Rịa. Trong đó có đến hơn 90% là người dân địa phương. Vì vậy, Bà Rịa có đến 5 trong tổng số 11 xã phường xây dựng đền thờ liệt sĩ, nhiều nhất tỉnh. Mỗi dịp 27 tháng 7, nghi thức tri ân được tổ chức trang trọng tại các đền thờ này. Không đơn thuần là tri ân người có công với đất nước, mà còn là lễ giỗ chung của cộng đồng dân cư, tưởng nhớ ông bà, chú bác, cha anh. Lễ hội này là cái thể hiện lên cái lòng mà tỏ cái tấm lòng sâu sắc của những người còn sống hiện nay đến công lao của những người anh hùng dân tộc đã ngã xuống. Những ngày 27 tháng 7, tôi tham gia rất là tích cực. Thứ nhất là phải chăm lo nơi thờ cúng thật là trang nghiêm. Và mỗi khi mà ngồi và kết hoa thì tưởng nhớ đến các anh. Em cố gắng, em cắm hoa thật đẹp để cho các anh, các chị, cho đến thân nhân gia đình mình nữa, về ngắm và gia đình mọi cái thành viên ở trong cái thân nhân của cái đền thờ này ai người ta cũng đến. Thì chị em cũng đồng lòng là vô để chung tay làm cái ngày giỗ cúng cho cô bác chị em liệt sĩ trong đó. Thì tâm nguyện của tôi là nhớ ơn, một là cô bác anh chị em, hai đó là anh em của tôi cũng có hy sinh nằm ở trong đó nữa. Không cần phát huy những giá trị bản địa cũng là những giá trị cao đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của địa phương. Từ năm 2007, Bà Rịa là địa phương đầu tiên ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai đề án xây dựng thị xã văn hóa. Đến năm 2010, Bà Rịa được công nhận thị xã văn hóa, trở thành một trong hai thị xã đầu tiên của cả nước đạt chuẩn văn hóa. Duy trì phát triển bền vững giá trị văn hóa đã đạt được sau khi nâng cấp trở thành thành phố, Đảng bộ chính quyền Bà Rịa tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí theo từng giai đoạn, phù hợp với bối cảnh thực tế. Vì vậy mà kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố luôn phát triển hài hòa, hỗ trợ tích cực cho nhau. Từ hạ tầng kỹ thuật, xã hội đến môi trường sống, chất lượng cuộc sống của người dân thành phố không ngừng được nâng lên. Tính đến cuối năm 2020, thành phố Bà Rịa có hơn 95% nhà ở kiên cố, 100% giao thông nông thôn, nhựa quá, bê tông quá, 98,5% gia đình văn hóa, 100% khu phố ấp văn hóa, 100% xã văn hóa nông thôn mới, phường văn minh đô thị, mức hưởng thụ văn hóa thể thao đạt 75,5 đồng một người một năm, hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 9,48% xuống còn 0,22%. Môi trường tiếp sống lành mạnh, đời sống văn hóa từ nông thôn đến thành thị không ngừng được vun đắp, càng tạo nền tảng vững chắc cho tiến trình xây dựng phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, trong hơn 3 tháng qua, trên quốc lộ 51, đoạn đi qua địa bàn thị xã Phú Mỹ xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết và 6 người bị thương. Trong đó, phần lớn là các vụ tai nạn giao thông liên tục xảy ra gần đây, khiến cho nhiệm vụ kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã càng thêm áp lực. Trước thực tế này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tăng cường tuần tra trên quốc lộ 51 nhằm ngăn ngừa vi phạm trật tự an toàn giao thông, qua đó kéo giảm tai nạn giao thông. Hôm nay, khi hệ thống camera giám sát giao thông thông minh trên quốc lộ 51 đi vào vận hành, hy vọng là trật tự sẽ được lập lại trên tuyến quốc lộ trọng điểm này. Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 6 tháng 4 trên quốc lộ 51 thuộc địa phận thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ. Vụ tai nạn làm hai người đi trên xe mô tô tử vong tại chỗ. Nguyên nhân được xác định do người điều khiển xe mô tô đi ngược chiều ngay trên làn đường sát giải phân cách, dẫn đến va chạm đối đầu với xe khách đang lưu thông. Cái ô tô giống cái xe với khách á, nó chạy gần phố, tông vào chân đá đi ngược chiều đó, một nam một nữ. Dạ. Mà đàn bà nằm bên kia đường, ông nằm bên này đường. Bất chấp những hiểm nguy luôn rình rập, tình trạng đi ngược chiều trên quốc lộ 51 khá phổ biến và đây là một trong những vi phạm nhức nhối nhất trên tuyến quốc lộ này. Tôi thấy ở
đây đường xá là coi như là người dân không có ý thức đâu, đi hầu như là ngược chiều. Mấy anh công an hay đứng ở đây là bắt xe nhiều lắm, đứng chút xíu đó thấy chưa, xe ngược đường, chạy ngược đường suốt. Nói chung là họ không có ý thức, họ coi thường giao thông thôi, họ coi thường tính mạng của họ thôi. Chứ nếu người ý thức thì chứ em chạy đoạn là có chỗ qua đường mà người ta không chịu, người ta cứ chạy thôi, là do cái ý thức của mình thôi. Chị nghĩ tai nạn cũng do mình là phần nhiều chứ không có đổ thừa ai được. Theo thống kê của Cảnh sát Giao thông thị xã Phú Mỹ, từ ngày 16 tháng 12 năm 2020 đến nay, trên địa bàn thị xã xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 11 người. Riêng trên tuyến quốc lộ 51 xảy ra 14 vụ, chiếm 60,8% số vụ trên địa bàn thị xã, làm chết 10 người, chiếm 55,5%, làm bị thương 6 người, chiếm 54,5%. Đa số các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông vẫn xuất phát từ ý thức tham gia giao thông của người dân của chúng ta còn hạn chế. Trong đó là các cái hành vi thường xuyên dẫn đến tai nạn giao thông như người điều khiển sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không giảm tốc độ và nhường đường khi qua các khu vực giao lộ, và đi không đúng phần đường làn đường hay là chạy xe quá tốc độ quy định. Qua phân tích hồ sơ tai nạn giao thông cũng cho thấy đa phần các vụ tai nạn giao thông xảy ra là do người ngoài địa phương gây ra. Đây là một trong những trở ngại lớn cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương. Do đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, đơn vị được giao phụ trách tuyến quốc lộ 51, đã tăng cường tuần tra xử lý, khép kín địa bàn 24/24 giờ để góp phần chấn chỉnh ý thức người tham gia giao thông, trong đó đặc biệt chú trọng đến các lỗi vi phạm về tốc độ và nồng độ cồn. Hôm nay, 12 tháng 4, hệ thống camera giám sát giao thông thông minh trên quốc lộ 51 chính thức đi vào vận hành, được kỳ vọng sẽ giúp lập lại trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này. Theo đó, những hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chạy quá tốc độ sẽ được hệ thống này ghi nhận và lực lượng cảnh sát giao thông sẽ căn cứ vào đó để xử phạt. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vẫn tiếp tục duy trì các chốt kiểm tra lưu động ở những khu vực hệ thống camera không giám sát nhằm chấn chỉnh xử phạt các hành vi vi phạm luật giao thông. Việc kéo giảm được tai nạn giao thông trên quốc lộ 51 chắc chắn sẽ giúp kéo giảm đáng kể số vụ tai nạn giao thông tại thị xã Phú Mỹ lẫn của tỉnh. Những thông tin trong lĩnh vực du lịch tại huyện Long Điền sẽ tiếp tục chương trình Hòa nhập phát triển trưa nay. Thưa quý vị, quý 1 năm 2021, dịch COVID-19 bất ngờ tái bùng phát trở lại, khiến cho ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lượng khách lẫn doanh thu của ngành du lịch huyện Long Điền đều giảm 37% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thiết lập lại trạng thái bình thường mới. Cùng với thương hiệu điểm đến an toàn, nhiều chương trình kích cầu được triển khai cùng với chất lượng dịch vụ ngày càng cao, lượng khách đến với Long Điền đã tăng trở lại. Từ cuối tháng 3 đến nay, lượng khách đến Long Điền tăng lên đáng kể, nhất là vào dịp cuối tuần, lượng khách đặt phòng tăng khoảng 50-60% so với những tháng trước đó. Dù còn khoảng 3 tuần nữa mới đến dịp kỷ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, nhưng hiện tại một số khu du lịch khách đã đặt gần kín phòng. Với phong cảnh đẹp, bãi biển còn hoang sơ và chất lượng dịch vụ ngày càng cao, cùng với 12 dự án du lịch đang khai thác và gần 150 khách sạn, nhà nghỉ của người dân địa phương, Long Điền đảm bảo khả năng phục vụ tốt nhu cầu du khách. Hiện các doanh nghiệp du lịch tại huyện Long Điền đang nỗ lực quảng bá hình ảnh đẹp, những chương trình ưu đãi và thương hiệu điểm đến an toàn để thu hút khách. Thưa quý vị, với ưu thế về địa hình tự nhiên của Long Hải, đó là bờ biển dài trên 7 km, bãi cát rộng, chắc và mịn. Dọc theo bờ biển Long Hải có núi rừng hòa quyện, tạo nên những sinh cảnh độc đáo và kỳ vĩ. Long Hải cũng là địa phương lưu giữ nhiều di tích lịch sử và văn hóa. Đây là những lợi thế để giúp cho Long Hải phát triển du lịch nghỉ dưỡng, về nguồn, thu hút lượng lớn du khách trong những năm qua. Hiện tại Long Hải đã được chính phủ quy hoạch là một trong những khu du lịch trọng điểm quốc gia. Trong 12 dự án du lịch đang đầu tư tại huyện Long Điền, thì Long Hải tập trung đến 9 dự án với mức đầu tư hơn 10.430 tỷ đồng. Những năm gần đây, trung bình mỗi năm, Long Hải đón hơn 2 triệu lượt du khách. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam được chính phủ phê duyệt năm 2001, Long Hải là một trong những vùng được quy hoạch là khu du lịch quốc gia. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Long Hải trên diện tích hơn 2.000 hecta. Quy hoạch này nhằm tạo ra trung tâm du lịch ven biển chất lượng cao, kết hợp dịch vụ, thương mại, văn hóa thể thao, mà thị trấn Long Hải và xã Phước Hưng, huyện Long Điền là trung tâm.
Hiện nay, cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Long Điền đang kêu gọi nhà đầu tư để sớm hiện thực hóa quy hoạch này. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong thu hút và nâng tầm vị thế du lịch Long Hải nói riêng và Long Điền nói chung. Thưa quý vị, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua, lần đầu tiên ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thành tích đột phá ở môn lịch sử khi có đến 4 thí sinh tham gia thi đều đạt giải cao, gồm 2 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Đây là thành tích cao nhất trong 9 môn thi mà đoàn học sinh giỏi quốc gia của Bà Rịa Vũng Tàu đạt được năm nay. Điều đặc biệt nhất là 2 học sinh đạt giải nhì cấp quốc gia môn lịch sử, một bộ môn xã hội lại là học sinh chuyên về tự nhiên. Đó chính là em Lại Quốc An, học sinh lớp 11 chuyên lý và em Nguyễn Anh Hoàng, lớp 11 chuyên toán, của trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Vũng Tàu. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về điều đặc biệt thú vị này trong phóng sự sau. Ấp ủ ước mơ làm bác sĩ giỏi để chữa bệnh cứu người. Nên ngay từ khi còn nhỏ, Nguyễn Anh Hoàng, học sinh lớp 11 chuyên toán trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, đã chú trọng học toán, hóa sinh. Thế nhưng bộ môn mà anh Hoàng thực sự yêu thích và đam mê nhất lại là lịch sử. Chính vì thế nên bên cạnh việc đầu tư cho 3 môn chuyên, Hoàng cũng dành thời gian đọc và tìm hiểu về lịch sử. Với mong muốn thử sức mình, tận thỏa niềm đam mê và làm đẹp hơn hồ sơ xét tuyển học bổng du học, Hoàng đã đăng ký tham dự đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia môn lịch sử của trường và giành luôn giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2020-2021 với số điểm 16,5. Em chọn môn lịch sử bởi vì môn sử việc thi học sinh giỏi quốc gia lịch sử sẽ là thử thách khả năng của bản thân cũng như để có cố gắng để đạt được học bổng và sẽ là cái bàn đạp cho cái quá trình học của mình sau này. Cũng đặc biệt không kém anh Hoàng, Lại Quốc An, học sinh lớp 11 chuyên lý của trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cũng rất đam mê môn lịch sử. Quốc An cho biết em đam mê lịch sử từ bé và muốn học chuyên sâu về bộ môn này, nhưng do trường không có lớp chuyên sử nên em thi vào lớp chuyên lý cũng là môn thế mạnh của em. Dù vậy, tình yêu sử trong An chưa bao giờ nguội lạnh. Ngay từ năm lớp 10, An đã đăng ký tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử của tỉnh. Kết quả, An đạt giải nhất cấp trường. Và trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa rồi, An đạt giải nhì với số điểm 16,75, chỉ kém thí sinh đạt giải nhất 1 điểm. Mọi người thường nghĩ thì lịch sử là một môn rập khuôn, khô khan. Tuy nhiên, bản thân em thấy thì đây là một bộ môn cũng cần phải có tư duy, cần phải có những sự trau chuốt trong quá trình làm bài. Dẫu rằng hai em là một em là học sinh chuyên toán và là một em học sinh chuyên lý. Tuy nhiên thì trong quá trình học tập thì tôi thấy hai em có ý thức trong học tập và cố gắng là nghe được những cái điều cô giảng dạy. Và đặc biệt đó là các em có ý thức trong cái việc là tự học, tự nghiên cứu tài liệu. Và chính cái điều đó là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất giúp cho em có được cái kết quả cao trong kỳ thi vừa rồi. Chia sẻ về phương pháp học giỏi môn lịch sử, anh Hoàng và Quốc An cho biết, cả hai em đều không học sử theo kiểu thuộc lòng, học vẹt, mà thay vào đó là học theo phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy, chọn lọc thông tin chính để nhớ. Học đến đâu thì ghi lại đến đấy, phân bài học thành từng phần, sâu chuỗi các sự kiện và tích cực trao đổi với bạn bè để ghi nhớ thông tin trọng tâm. Học sử cũng giống như là học toán, cũng cần phải có sự tư duy, tìm tòi, tìm hiểu giống như môn toán vậy, và cũng phải biết cách suy luận ra để tìm ra được cái nguyên nhân và những cái bài học của một cái sự kiện hoặc là một cái giai đoạn nào đó, một nhân vật nào đó của lịch sử. Đều là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền, ngoài giải nhì quốc gia môn lịch sử, anh Hoàng và Quốc An còn đạt được nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh cấp tỉnh ở bộ môn toán, vật lý. Hai em cũng là những thành viên tích cực trong câu lạc bộ điện ảnh, câu lạc bộ cờ vua của trường và các hoạt động thiện nguyện do trường tổ chức. Hiện anh Hoàng và Quốc An đang tiếp tục phấn đấu học giỏi, tham gia nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng để chinh phục học bổng của các trường đại học danh giá trong và ngoài nước. Chương trình Hội nhập phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình và bản tin thời sự tiếp theo.